Đối trước đây là mình bị cái là mình sếp sợ nhân viên ấy. Sếp sợ nhân viên nghỉ ấy. Xong rồi sếp cứ phải đi gọi là như kiểu nó gần như gọi là phải cứ phải đi quỳ. Xong rồi cứ phải đi van. Bây giờ mình như kiểu mình có những cái kiến thức về tuyển dụng, rồi thì có những cái kiến thức liên quan đến gọi là áp dụng về như kiểu tuyển dụng sale, tuyển sale marketing trong tuyển dụng ấy, thì mình không còn sợ nhân viên nữa. Tên của anh là Hoàng Mạnh Cường, hiện tại năm nay là 26 tuổi, thì đang là CEO và founder của hai công ty, một công ty ở bên Thái, một công ty ở Việt Nam, làm trên lĩnh vực là mình kinh doanh bán hàng gần như là dropship và bán hàng tức là mình là xuất nhập khẩu đó. Nhân sự thì thứ nhất là nó liên quan đến văn hóa và liên quan đến những cái niềm tin giá trị, và nhân sự thì liên quan đến cả lương nữa, nên là nó rất là tế nhị, và nó cũng như kiểu nó cũng gọi là tình cảm ấy, cũng có một chút tình cảm, tức là mình đấy. Mà bây giờ nhân sự của mình thì mình chưa chuyên nghiệp được, kể cả nhân sự chưa chuyên nghiệp này, xong bộ phận làm về như kiểu tuyển dụng đào tạo, rồi thì lương thưởng, chính sách cơ chế là chưa chuyên nghiệp, nên là đâm ra là cái lúc đấy mình bị như kiểu hầu như là mình như kiểu mình có nỗi đau rất là lớn ấy. Đấy thì mình tìm đến cái bên HR để như kiểu để thứ nhất là mình có thể gọi là mình giảm thiểu cái nỗi đau đấy, và mình như kiểu tìm được biến cái nỗi đau thành sức mạnh như anh Dũng nói đấy. Về phần chính sách này, tuyển dụng đào tạo này, và gọi là văn hóa, nghĩa là nhân sự vào ra liên tục, xong rồi là mình cũng đào tạo rất là nhiều, đào tạo kể cả về chuyên môn kỹ năng, rồi thì nhân sự cũng ra đi, rồi thì mình cũng chưa có chính sách, mình cũng chưa có cam kết nhiều, chưa có mô hình quản trị hay là chưa có một cái người tư vấn chiến lược, nên là làm nó rất là mệt. Từ lúc mà có anh Dũng thì cảm thấy nó cũng đỡ, rất là nhẹ nhàng đó. Và thêm một cái nữa là anh gặp vấn đề về logistics, tại vì của anh là làm đa thị trường mà, nên là ví dụ là những cái vận chuyển của kho bãi này hay hàng hóa luân chuyển này, từ ví dụ từ những cái nguồn ví dụ là hiện tại ở Việt Nam này thì anh vận chuyển từ Mỹ này, Nhật này, Hàn này, Anh này, đó, vận chuyển về Việt Nam. Còn ở bên Thái thì bên anh lại vận chuyển từ Trung Quốc sang. Đấy, tức là cái gọi là bộ phận R&D và bộ phận logistics ấy, nó bị nó rất là chưa chân chu. Đó, thì đấy là cái mà khó khăn mà bên anh đang gặp phải. Thứ nhất là anh Dũng và anh Đạt thì nó cùng một cái hệ tư tưởng, nên là mình học mình cảm thấy rất là sướng. Mình học anh Đạt, mình học anh Dũng cảm thấy như kiểu nó vào. Còn ví dụ mà mình học hai trường phái khác nhau ấy, ví dụ anh cũng đã học những cái trường phái khác ấy, như kiểu những cái bên như kiểu bên quản trị hay là những cái bên gọi là giám đốc của bên khác ấy, hay là lãnh đạo của bên khác ấy, nhưng mà đấy, thứ nhất là cái tư tưởng, hay là về cái như kiểu cái hệ thống, hay là về cái như kiểu quản trị bằng phương pháp và quản trị mục tiêu. Cái lúc mà đào tạo anh thì anh cảm thấy như kiểu nó không bị mâu thuẫn trong cái tư tưởng, trong cái như kiểu cái lúc mà mình học ấy. Hai cái nó như kiểu nó học nó vào, nó như kiểu nó như hỗ trợ nhau tương đối là tốt. Thì anh chốt luôn. Là về phần văn hóa và nhân sự và tuyển dụng. Văn hóa thì anh Dũng có rất nhiều cái chương trình về nhân sự và tự động hóa đấy. Anh Dũng có đề cập liên quan đến cái tự động hóa này và nhân sự tự cải tiến cái hệ thống của mình rất là hay. Có nghĩa là mình vẫn quản trị nhưng mà nhân sự là được quyền, gọi là được trao quyền để như kiểu có thể tự kaizen cái hệ thống của mình. Đấy thì mình mới bứt lên được đó, và có thêm được những cái gọi là mình dựng cái nền tảng về cái những cái như kiểu những cái nền tảng cốt lõi về đào tạo ấy. Để mình bung ra, để mình nhân bản ra ấy. Thì cái đấy là anh thấy là rất là hay. Đối trước đây là mình bị cái là mình sếp sợ nhân viên ấy. Sếp sợ nhân viên nghỉ ấy. Xong rồi sếp cứ phải đi gọi là như kiểu nó gần như gọi là phải cứ phải đi quỳ. Xong rồi cứ phải đi van. Bây giờ mình như kiểu mình có những cái kiến thức về tuyển dụng, rồi thì có những cái kiến thức liên quan đến gọi là áp dụng về như kiểu tuyển dụng sale, tuyển sale marketing trong tuyển dụng ấy, thì mình không còn sợ nhân viên nữa. Đấy là cái mà mình cũng gọi là mình rất là tự tin trong vấn đề nhân sự. Thành tựu thì thứ nhất là mình giảm được nửa nhân sự này, mà doanh thu của mình có khi còn x2, chuẩn bị x2 rồi. Nếu mà trong quý 1 này mà bên nhân sự mà chạy được cái phần mục tiêu là x2 đó. Thứ nhất là về cái chi phí mình giảm thiểu nửa,
mà doanh thu thì x2 thì đương nhiên là cái đấy là cái tốt đúng không? Đúng rồi, mà mình lại còn gì, mình lại còn cắt giảm được những cái chi phí gọi là chi phí cố định, hay là những cái chi phí khi mà mình như kiểu mình cứ kinh doanh mà như kiểu cái dòng tiền nó cứ đều, doanh thu cứ đều thì mình sẽ không để ý những cái chi phí đấy. Nhưng mà khi mình bắt đầu gặp cái vấn đề rồi thì mình bắt đầu mình cắt giảm, mình bắt đầu mình tối ưu dần. Đấy thì lúc đấy thì anh cũng bắt đầu anh tối ưu và cũng đặt ra cái mục tiêu tối ưu cho tất toàn bộ hệ thống, tức là từ bộ phận R&D, bộ phận content media hay là bộ phận marketing, bộ phận sale, tất cả các bộ phận là đều có một cái, hay là kể cả bộ phận nhân sự là cũng là tối ưu, dựa trên là những cái lương thưởng là cũng phải tối ưu. Đó thì đấy là những cái mà anh gọi là anh thay đổi được từ những cái cũ đó, thành quả đấy. Thì anh có cái mục tiêu về quý, mục tiêu về quý thì quý 1 năm 2022 của anh thì cái mục tiêu của CEO hay là mục tiêu của công ty, của tổ chức là anh có 3 cái bộ mục tiêu. Thì cái bộ mục tiêu đầu tiên liên quan đến nhân sự là hoàn thiện cái tổ chức nó như anh thì anh đặt tên là Bounty Talent, là một cái tổ chức về như kiểu nó gần như là như kiểu những cái đội ngũ anh tài ấy. Hoàn thiện được thêm cả cái phần gọi là phần thương hiệu tuyển dụng trên các kênh, 4 kênh là kênh Facebook, TikTok, LinkedIn và một kênh nữa là kênh website, 4 kênh, và thêm nữa là mình mở được văn phòng. Còn hai cái mục tiêu còn lại là hai mục tiêu của những cái bộ phận nhãn hàng mà kinh doanh. Thì bộ phận nhãn hàng kinh doanh tại thị trường Thái thì anh vẫn có mục tiêu về doanh thu. Bộ phận về ở Việt Nam thì cũng có mục tiêu về doanh thu. Khép lại 2021 nhiều khó khăn lẫn thách thức, Business Master đã thành công không chỉ mang đến liều thuốc cải thiện sức khỏe cho hàng nghìn doanh nghiệp Việt Nam. Với những kiến thức thực chiến từ thầy Tony Dũng sẽ đồng hành coaching, phát triển tư duy, nâng chuẩn, bứt phá vượt qua mọi rào cản, hướng đến mục tiêu chuyển hóa lãnh đạo, kiến tạo tương lai.